Mất cho cả nhà đến kênh Lâm Phạm Tiền Giang. Lời nói đầu tiên chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Thì hiện tại mình đang ở xã Thiện Trí, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay cùng với anh Kiệt, anh Binh và anh Trí đến quay cưa cây. Trước mắt nhóm sẽ cưa những cây bần như mé sông. Những cây bần này nhánh khá cao. Sợ trời mưa gió nên nó gãy trúng những cái đường dây điện và cây mai kiển bên dưới. Xin mời cả nhà cùng theo dõi. Sẽ là người đeo cưa. Cái gáo con chim gì đuôi đỏ đó. Cái bếp. Cái bằng này cả nhà thấy nhánh nó cũng khá nhiều. Một cái gáo. Đúng không? Các con đó luôn đi.
chú nha. Chưa. Điều ok. Rồi, okay. Bên dưới nhiêu đây để dưỡng cho nó sống, dưỡng mé đó nha. Giờ thì mình sẽ xuống bên dưới. Thì mình tiếp tục cái bằng cái bên cái nhà, cái bằng này cũng có những cái mai kiển nè, hàng mai luôn. Bằng này cũng nhánh cũng rất là nhiều nha, nằm sát với mé sông luôn. Bông trang kiển nè. Thương dễ đâu nha. Trời, lấy tay đập luôn cả nhà. Trời, siêu nhân luôn. Nhánh này cả nhà thấy nó ghe ra ngoài đường đi nè, bên dưới có cây mai kiển, cây mai kiển này cũng đang ra đọt non.
Chưa mấy nhánh thở dưới được rồi. Rồi chưa miếng sao cho nó sống thì nó chết được. Rồi ok coi. Hai nhánh đó. Thank you.
nhóm sẽ cưa hàng cây bạch đàn nằm cặp mé lộ. Có rất là nhiều xe qua lại. Có hai người ở bên dưới xe chặn ra hai bên đầu xe. Em Trí và anh Kiệt, mỗi người một bên. Cây bạch đàn này nhánh cũng rất là nhiều. Nó bao phủ ngoài đường lộ hết luôn. Chỉ còn đập được mấy cưa lắm đó, trang bên này. Phải chặn hai bên xe mới được cái nhà để những cái nhánh nước xuống. Chạy không thấy rất là nguy hiểm cho bà con ha. Chặn xe chặn dứt khoát luôn rồi chứ. Tiếp tục anh mình sẽ chuẩn bị cưa cái gì.
quá nhiều xe nên thôi thôi.
dưới rồi. Quá nắng. Mm-hmm.
Ngồi đây. Thôi bị ồn chút nha, cả nhà thông cảm. Yeah.
Cưa.
tiêm chút xíu à. Giờ thì sẽ dọn cho nó gọn lại, cưa cái cây khác bên đó. Đơn giản hai người đó rất là đẹp cả nhà. Rồi cũng nhóm của đào hòa hành xong hai cái tràm ông vàng rồi. Tuy rằng nó không được suông lắm nhưng mà nó rất là đẹp cả nhà. Mình cũng xin kết thúc video tại đây, tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà những video mới tiếp theo.